Thưa quý vị và các đồng chí, với sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng và giàu tính nghệ thuật, các tiết mục của Đoàn Văn Công Quân khu 9 tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023 đã được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thủ đô đón nhận, cổ vũ nhiệt tình. Với chủ đề Nơi những dòng sông kể chuyện, các nghệ sĩ chiến sĩ đến từ đồng bằng sông Cửu Long đã kể những câu chuyện rất gần gũi với người dân nơi đây. Trên mảnh đất ấy, có những con sông chính là mạch nguồn của sự sống. Tam ca cổ Dòng Chảy đặt lời mới nói về Cửu Long như dòng sữa mẹ nuôi dưỡng mảnh đất, con người và văn hóa của miền Tây Nam Bộ. Lời ca mênh mang tha thiết, cứ thế xuôi theo con nước để làm nên những mùa hạnh phúc ấm no. Sau đây mời quý vị và các đồng chí cùng thưởng thức tiết mục do các nghệ sĩ, chiến sĩ đến từ Đoàn Văn Công Quân khu 9 thể hiện. Dòng sông bên lỡ bên bờ, thương dòng sông chớ nặng phù sa. Dòng sông êm á câu hò, thương giọng hò. Về chính ngã cha yêu đàn cò trắng bay lá trên những ruộng vườn phù sa mênh mông bát ngát yêu cầu giọng cố quê hương sâu nặng. Đầm thắm mê dòng Tiền Giang sông giờ cuồn cuộn, mê dòng ru buồn giữa trưa hè êm mơ. Sông Tiền sông hồ chung nguồn, thuyền kia tấp nập ồ chứ thuyền kia tấp nập ban buông dập dìu. Lời bé ru con thơ say giấc ngủ trên cánh dòng đông đưa theo nhịp sống bồng. Dòng sông tuổi thơ, dòng sữa mẹ hiền, rồi nắng chiều buông dài hoàng hôn rơi vội vã, tiếng ru con cùng xa dần trên mặt nước lung linh. Các thương hồ, các dòng hò gọi bạn cho đoàn ghe chở nặng chuyến hàng xuôi ngựa cơn xa về. Đại trần đề tàu ghé hối hả hay Định An cung hồ sông biên lương quân. Hãy nín đi chờ đợi bao ngày. Dòng sông là dòng chảy, tâm hồn không thể nào phai. Sông Cửu Long sóng cao cuồn cuộn, cửa hàm luôn mây cuốn cánh đường trôi. Dòng sông dòng đời chảy mãi không thôi, miền Tây